Bây giờ mệt thế nào con? Ui dồi, bài tập này của con ấy phải 30 phút. Con mới tập được 3 phút. Ui, cố lên con, cố lên nhá. Cố lên con, hay là bỏ bó sách vở ra cho con. Ấy không được, tập cái đấy mới là phần quan trọng nhất đấy, không bỏ được con ạ. Không bỏ được con ạ. Đấy, con biết không, mấy tháng nữa ấy, con vào lớp 1 nhá. Rồi sách vở của con phải nhiều hơn thế này nữa cơ. Bây giờ bố cho con tập thế này để mai kia con đỡ bỡ ngỡ. Nào, nào. Bây giờ cố lên con. Bố thổi cả nhá. Được rồi nhá. 1, 2, cố lên con. 1, 2. Sao trẻ con bây giờ vào lớp 1 thì khổ thế nhở? Em ơi, cái cặp ba nặng ít như cái ba lô của ông ngoại em mà thời đi chiến trường B ấy. Càng cải cách thì càng nhiều sách vở. Nhiều sách vở phải nặng chứ sao? Đấy, mình phải cho nó tập cái này, nó luyện cái này để mai kia nó quen đi. Đấy, bây giờ nó tập nhẹ, mai kia mình tăng dần số lượng lên. Đấy. Ừ, lại còn tăng nữa à? Ừ. À này, thôi bây giờ mình vào mình chuẩn bị cho con cái vượt chướng ngại vật. Cố lên con. Cố lên nào, cố lên. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên con. Nào, mệt cũng phải cố con nhá. Phải tập leo con à. Đúng rồi, cái phần này tuy không bắt buộc nhưng cũng phải đề phòng chứ. Đúng rồi. Đấy, nhớ mai kia con mình lên lớp 1 coi như là nó lại học trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì sao? Đúng rồi. Phải cho nó đeo cái cặp nặng này nó đi nó luyện tập chứ. Đúng rồi. Bây giờ nhá, bài tập này phải cho nó tập 10 vòng. 10 vòng hả mình? 10 vòng. Ôi trời ơi, cố lên con nhá. Cố lên con nhá. Còn luyện tập của con vẫn là nhẹ đấy. Tí nữa mới phần luyện tập của bố mẹ. Mà phần luyện tập của bố mẹ á, lúc đấy mới đầy cam go và quyết liệt. Mình nhờ. Ừ, chứ sao? Tôi làm việc thế nào được? À, công các bà tưởng chỉ có mình công các bà sốt ruột à? Tôi không sốt ruột phải không? Nóng lực ngày mà cứ thế này làm ăn gì? Nhưng mà ai đổ cho chơi? Học sinh! Nghe tôi một tiếng đây. Hiện nay là nhà trường đã nhận được 78 hồ sơ. Nhưng mà chỉ tiêu của nhà trường thì chỉ còn có 46 chỉ tiêu thôi. Ô, thế thì bảy đi, bảy làm thế nào? Nhận ai bỏ ai đấy? Nhận ai bỏ ai đấy? Không! Chất tự! Nghe này, nhà trường đã lường trước cái tình huống này cho nên đã nghĩ ra một cái phương án, tức là tất cả chúng ta bây giờ sẽ làm theo phương án đấu thầu. Không phải đấu thầu. Này, tôi nói cho biết nhá, con tôi vẫn phải vào học lớp 1 nha. Nhớ chưa? Phải học lớp 1 nhá. Anh, nhưng mà bây giờ không đấu thầu ấy thì nhà trường lấy đâu có chỉ tiêu hả? Nhà trường biết chọn ai bây giờ? Cung thì như thế, cầu thì cũng chỉ thế thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đấu thầu. Sao lại có kiểu đấu cầu kỳ quặc như thế? Đấu đá đấy. Đấu cầu kỳ quặc thế nào? À. Ôi trời ơi. Anh ơi, thế đấu thầu là thế nào anh? Thế thì bây giờ nhận ai? Bớt ai đây? Hai. Chúng ta sẽ đấu thầu theo hình thức từ trên xuống dưới. Có không? Tức là đấu thầu tự nguyện. Mọi người sẽ tự nguyện đóng vào cái quỹ khuyến học của tỉnh. Mà tôi xin nhắc lại nha, là tự nguyện nhá. Chúng ta sẽ chọn hồ sơ từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới. Cho nên là phụ thuộc hoàn toàn vào mức đóng của các quý vị. Thế vấn đề là làm khẩn trương trong bao lâu? Trong ngày hôm nay, trong bây giờ chứ gì? Trong ngày hôm nay thôi. Và trong bây giờ thì làm luôn thì làm luôn đi. Phải làm luôn. Trong ngày hôm nay sẽ phải có kết quả luôn. Được rồi, thế bằng thế nào? Rồi, để tôi sẽ phát cho quý vị mỗi người một mẫu giấy. Rồi. Sau đó quý vị khẩn trương điền cái mức quý vị đóng góp vào. Được rồi, tự nguyện mà. Tự nguyện mà. Được rồi. Nhanh lên đi. Bà đóng góp bao nhiêu? Đã gọi là đóng góp thì tùy tâm. Thế theo em, mình cứ cho vào đây là 1 triệu. 1 triệu à? Ừ. Liệu có ít quá không? Ừ, thế là nhiều rồi. Gì mà ít nữa, 1 triệu mà còn kêu ít. Này, chuyện học hành cả đời của con, bà đừng chủ quan. Hay là mình thêm một tí cho nó yên tâm. Thêm cái gì? Tiền chứ có phải bỏ hến đâu. Em nói cho mình nghe nha, đã gọi là tùy tâm đúng không? Chỉ 5.000, 10.000 hoặc là mấy chục và cùng lắm là vài trăm. Ai người ta cho vào 1 triệu được? Nhưng bộ nhớ có đứa nó chịu chơi nó bỏ thì sao? Lo cái gì? Những 46 suất cơ mà, kiểu gì cũng chả được. Khẩn trương nộp kết quả nào, hết rồi nào. Tất cả trật tự để nghe ban tổ chức công bố kết quả vòng 1.
Tại sao lại vòng 1? Cái chức trách có nghĩa là chắc tiếp à? Tôi nói là vòng 1 là bởi vì có cơ số, một cái số hồ sơ là nó lại đồng hạng. Cho nên là những cái số hồ sơ đồng hạng này là phải tham gia đấu thầu trực tiếp để chọn ra hồ sơ trúng thầu. Trong số 78 hồ sơ tham gia dự thầu thì có 71 hồ sơ là trụ lại sau giờ G. Đấy chưa, thể nào cũng có người bỏ cuộc. Trong số 71 hồ sơ trụ lại sau giờ G có 2 hồ sơ thuộc loại thượng hạng vọt xà ngang. Tất cả nghe cho rõ đây. 2 hồ sơ thuộc loại vọt xà này sẽ được nhận thẳng vào lớp 1 của trường. Đó là ai mà gấu cho bác đọc cho em tên nhé. Đó là hai cháu. Đọc đi. Các cháu này sẽ được tuyển thẳng vào trường. Và cuối cùng. Và cuối cùng làm sao? Là còn lại 2 hồ sơ dự thầu. Với mức đóng góp bằng nhau là 1 triệu đồng. Nhưng mà chỉ còn duy nhất 1 chỉ tiêu. Thế làm thế nào bây giờ? Tự bình tĩnh đi. Do đó, 2 hồ sơ này sẽ phải tham gia đấu thầu trực tiếp chọn ra 1. Ngoài mức giá sàn là 1 triệu, 2 hồ sơ này sẽ phải tham gia đóng những khoản phụ lục. Rồi. Tức là những khoản đóng góp thêm tùy theo điều kiện của gia đình. Rồi ông nói đi. Tôi xin đóng luôn. Mức là bao nhiêu? Mức là 1.001.000 cộng các khoản phụ lục. 1.001.000 gì? Tôi thêm một bộ sách giáo khoa. Tôi cũng như thế, thêm 1 quyển truyện tranh. Tôi thêm 2 quyển truyện tranh. 3 quyển truyện tranh. 4 quyển. 10 quyển. 20 quyển. Ôi các bà đấy. Đã tuyên bố là phiên đấu giá bắt đầu rồi mà cứ nhao nhao cả lên ấy. Thôi được rồi. Mà cứ như thế này có mà đến sáng mai không giải quyết được nhá. Vâng, thế thì anh nói trường đi. Chứ có vẻ là cái triệu bán sách của các bà đâu. Thôi anh nói đi, bao giờ thi đấu đây? Bây giờ nhá. Tất cả trật tự, nghe tôi đây này, nghe đi này. Rồi. Nhá. Khi đấu bắt đầu thì tiếp tục đấu giá. Vâng. Nhá. 3 2 1 nghỉ giải lao trước khi vào đá tiếp hiệp 2. Mua không mua, chị mua anh, mua số lóng đi em anh, số lóng em, con bé nó buồn cười nhỉ, bảo không mua là cái hồng nhèo nhèo, số anh bùi lắm anh ơi, số lóng em, con bé nó buồn cười nhỉ, rất ghét cái đầu, người ta đang phải suy nghĩ để xin cho con vào học lớp 1 đây này, xui, bao nhiêu năm chinh chiến ở mặt trận này em biết hết. Mà bây giờ mà không ăn nhá, tí đói chết hết. Và phòng đấu loại nhá, gay cấn lắm. Thế à? Ngày này thế mày chinh chiến ở đây lâu rồi, mày xem có bác thì mày bảo chị với. Thế nhà có gần đây không? Không. Là không. Không gần đây, thế cơ quan có gần đây không? Cũng không luôn. Cũng không. Thế con đầu lòng có học ở trường này không? Không. Đứa này mới là đứa đầu lòng. Đầu lòng cái này. Chết hết. Chết à? Không giống được đâu. Rồi ôi. Này này. Mày có cái bí quyết gì mình biết chứ? Có. Mà mua xôi ạ. Mua xôi thì có được không? Mua. Bà mua đi. Bao nhiêu một gói? 200. Hả? Xôi gì mà 200 một gói hả mày? Xôi của mày nấu bằng cái gạo gì mà kinh đấy? Gạo gì à? Gạo tư vấn. Thôi được rồi, tư vấn thì tao mua luôn. 200 thì 200. Nào. Rồi em bán cho này. 3 2 1 bắt đầu. Tôi 1 bộ bàn ghế, tôi 2 bộ bàn ghế, tôi thêm 3 bộ bàn ghế luôn, tôi 5 bộ bàn ghế, tôi thêm 1 cái bảng đen, tôi 3 cái bảng đen liền, tôi 5 cái bộ, tôi 10 cái bộ, tôi 20 cái bộ, tôi nhân 5 cái mắt áo treo tường cho các cháu, 15 cái mắt áo treo tường cho các cháu, tôi nhân sẽ xin sơn lại tường cho nhà trường 3 năm, tôi xin sơn lại tường cho nhà trường 3 năm rưỡi, tôi xin đóng góp phấn, thức kẻ, khăn lau bảng cho nhà trường 5 năm. Tôi xin đóng góp đồ dùng học tập cho lớp 5 năm. Rồi stop. Ban tổ chức công bố kết quả. Vợ chồng cải cách trúng thầu. Chúng ta bị nhà ông bà sao?
bà sướng thật. Nhưng mà này, về mà nằm và nhẩm lại xem, cái người ta trúng thượng hạng ngay lúc đầu là có 15 triệu thôi. Ông bà đóng góp đến như thế thì tổng chi phí là bao nhiêu? Ôi Bình ơi, như 16 triệu 500. Mà 3 năm mua các thứ đó thì chết à? Thế thì lỗ à? Ôi trời ơi.